Quý vị và các bạn thân mến, trên thị trường thế giới, giá vàng tiếp tục đà giảm trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay vì đồng đô la Mỹ duy trì xu hướng phục hồi, trong khi giới đầu tư hướng về cuộc họp của Fed. Xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng phiên sáng ngày hôm nay được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần cuối cùng của bản tin này sẽ là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu bản tin là một số thông tin tại thị trường vàng thế giới. Với thị trường vàng thế giới tiếp đà giảm vì đồng đô la Mỹ mạnh lên, giá vàng giảm trong phiên giao dịch ngày thứ ba, có nghĩa là ngày mùng 2 tháng 11 vừa qua bị ảnh hưởng bởi đồng đô la Mỹ mạnh trong khi thế giới đầu tư chờ đợi cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương Mỹ để có thêm thông tin về biện pháp chống lại áp lực lạm phát leo thang và lo ngại về sự chậm lại trong tăng trưởng kinh tế. Trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay ngày 3 tháng 11, giá vàng giao ngay giảm 0,04% xuống 1.787,1 đô la Mỹ trên một ounce. Trong khi giá vàng giao tháng 12 cũng giảm 0,06% xuống 1.788,25 đô la Mỹ trên một ounce. Chỉ số đồng đô la Mỹ Index đã phục hồi sau khi giảm 0,3% trong phiên đầu tuần. Theo đó, khiến cho vàng trở nên kém hấp dẫn hơn đối với những người mua bằng ngoại tệ khác. Tại thời điểm khảo sát, chỉ số đô la Index tăng 0,23% lên 94,097 điểm. Theo ông Stephen Innis, đối tác quản lý tại SPIA Asset Management dự đoán, vàng sẽ tiếp tục chịu áp lực trong môi trường thắt chặt của Ngân hàng Trung ương, với nhiều khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ thông báo bắt đầu giảm các biện pháp kích thích trong cuộc họp ngày thứ Tư, ngày 3 tháng 11. Việc cả giá cả và lương tăng có thể thách thức Fed khi mà họ cố gắng để đạt được sự cân bằng giữa kiềm chế lạm phát và hỗ trợ phục hồi số việc làm bị mất kể từ khi đại dịch. Tuy nhiên, việc lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tiếp tục dao động quanh mức hiện tại, gợi ý rằng các nhà nắm giữ trái phiếu dự đoán về sự suy yếu trong triển vọng tăng trưởng và vì vậy vàng vẫn có thể được hỗ trợ theo ông Innis nói thêm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giữ ở mức trên 1,5%, nhưng đã rời khỏi mức cao nhất trong nhiều tháng là ở khoảng 1,7% sắp lập ở tháng trước. Theo ông Innis, các ngân hàng trung ương không có khả năng bắt đầu một chiến dịch tăng mạnh lãi suất do dữ liệu kinh tế yếu hơn, chẳng hạn như kết quả khảo sát ở Viện Quản lý Cung ứng ISM được công bố vào hôm 1 tháng 11 cho thấy hoạt động sản xuất của Mỹ đã chậm lại trong tháng 10. Vàng thường được coi là một tài sản phòng ngừa lạm phát, mặc dù việc giảm các biện pháp kích thích và tăng lãi suất sẽ đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ lên cao, dẫn đến chi phí cơ hội cao hơn đối với việc sở hữu một tài sản không sinh lời như vàng. Các thị trường cũng tập trung vào cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương Anh dự kiến diễn ra vào thứ Năm là ngày 4 tháng 11. Với các nhà đầu tư cân nhắc khả năng về đợt tăng lãi suất lần đầu tiên của một ngân hàng trung ương lớn kể từ khi đại dịch bùng phát. Theo Halet V, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu hàng hóa tại Gelt Financial Services cho biết rằng nhu cầu vật chất dự kiến tăng ở Ấn Độ và Trung Quốc trong quý này có thể hỗ trợ một phần nào đó cho giá vàng. Vàng sẽ tìm thấy sự hỗ trợ ban đầu ở mức 1.760 đô la Mỹ và việc giảm mạnh xuống dưới mức hỗ trợ chính là 1.665 USD là khó có thể xảy ra, theo Halet V nói, đồng thời cho biết thêm hoạt động của kim loại cuối cùng phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ, cũng như các chính sách của Ngân hàng Trung ương và hiệu suất của các tài sản rủi ro. Vị và các bạn thân mến, trên đây là một số thông tin cũng như là nhận định của thị trường vàng thế giới. Thế còn giá vàng trong nước ở thời điểm này diễn biến như thế nào? Sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng bước vào một số thông tin tại thị trường vàng trong nước. Giá vàng trong nước, cụ thể là với vàng SJC tiếp tục giữ khoảng cách chênh lệch kỷ lục với vàng thế giới. Liệu rằng đó có phải là do độc quyền hay không? Giá vàng SJC tiếp tục tăng thêm từ 90.000 cho đến 250.000 đồng trên lượng so với đà tăng của đầu phiên tại các hệ thống cửa hàng trên toàn quốc. Trong đó thì giá vàng SJC thuộc hệ thống P&G tăng nhiều nhất với mức tăng là 250.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều giao dịch. Còn đối với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn có mức tăng nhiều thứ hai ở ngưỡng 200.000 đồng trên lượng theo cả hai chiều mua vào và bán ra. Tập đoàn Doji và tập đoàn Phú Quý điều chỉnh giá vàng SJC cùng tăng 100.000 đồng trên lượng theo cả hai chiều giao dịch. Giá vàng SJC hiện đang cao hơn giá vàng thế giới sau quy đổi khoảng 8,65 triệu đồng trên lượng chưa bao gồm thuế và phí. Hiện tại vàng thế giới đang giao dịch ở ngưỡng 49,90 triệu đồng trên lượng. Nhiều ý kiến cho rằng sự thiếu hụt cung cầu là lý do khiến cho vàng miếng SJC liên tục tăng giá và tạo chênh lệch kỷ lục với giá vàng thế giới, cũng như các thương hiệu vàng trong nước khác
Có cùng chất lượng vàng 99,99%, giá vàng SJC được cập nhật tại các đơn vị kinh doanh lớn ở thời điểm chốt phiên giao dịch cuối ngày hôm qua là ngày 2 tháng 10 một như sau. Tại công ty vàng bạc đa quý Sài Gòn, niêm yết giá vàng SJC ở mức 57,85 cho đến 58,57 triệu đồng trên lượng áp dụng cho chi nhánh Hà Nội, 57,80 cho đến 58,55 triệu đồng trên lượng ở chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Tập đoàn Doji niêm yết ở mức 57,75 cho đến 58,40 triệu đồng trên lượng theo hai chiều mua vào và bán ra. Tập đoàn Phú Quý niêm yết ở mức 57,80 cho đến 58,40 triệu đồng trên lượng theo hai hướng mua vào và bán ra. Hệ thống PNG niêm yết ở mức 57,85 cho đến 58,50 triệu đồng trên lượng theo hai chiều mua vào và chiều bán. Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 57,82 cho đến 58,39 triệu đồng trên lượng. Để quý vị và các bạn biết rõ hơn thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay, phần cuối cùng của bản tin này sẽ là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất ở thời điểm hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 5.780.000, bán ra 5.850.000, giảm 50.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. SJC Hà Nội mua vào 5.780.000, bán ra 5.852.000, giảm 50.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Doji Hồ Chí Minh mua vào 5.780.000, bán ra 5.840.000. Doji Hà Nội mua vào 5.775.000, bán ra 5.835.000, giảm 50.000 đồng trên lượng tại chiều bán, chiều mua vào không có sự thay đổi. PNG Hồ Chí Minh mua vào 5.775.000, bán ra 5.840.000. PNG Hà Nội mua vào 5.775.000, bán ra 5.840.000, giảm 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào, 150.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 5.780.000, bán ra 5.840.000. Tiếp theo là giá vàng ở một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 5.790.000, bán ra 5.840.000, giảm 100.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng ACB mua vào 5.780.000, bán ra 5.830.000, giảm 100.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Một số giá vàng còn lại tại các ngân hàng, quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố. Ở thời điểm này, giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố quay đầu giảm 50.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. SJC Đà Nẵng mua vào 5.780.000, bán ra 5.852.000. SJC Nha Trang mua vào 5.780.000, bán ra 5.852.000. SJC Cà Mau mua vào 5.780.000, bán ra 5.852.000. SJC Bình Phước mua vào 5.778.000, bán ra 5.852.000. SJC Huế mua vào 5.777.000, bán ra 5.853.000. SJC Biên Hòa mua vào 5.780.000, bán ra 5.850.000. SJC Miền Tây mua vào 5.780.000, bán ra 5.850.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 5.780.000, bán ra 5.850.000. SJC Long Xuyên mua vào 5.782.000, bán ra 5.855.000. Tiếp theo là giá vàng bù số 9 và vàng nữ trang SJC. Ở thời điểm này, vàng bù số 9 và vàng nữ trang SJC quay đầu giảm, biên độ giảm từ 41 cho đến 100.000 đồng trên lượng. Cụ thể như sau, nhận bù số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.145.000, bán ra 5.215.000, giảm 100.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng bù số 9 mua vào 5.105.000, bán ra 5.185.000, giảm 100.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Một số giá vàng còn lại, quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Quý vị và các bạn thân mến, những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh cũng như tích vào quả chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.